Alo, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel của mình, channel Tạc Vinh Mây của mình nha. Rồi thì lúc nãy mình cũng vừa có up cái clip, đó là clip mình vào nick của bạn kia, mình rèn vũ khí cho Jim Bell, rồi sau đó mình test thằng Jim Bell sơ sơ nó về sức mạnh, phải nói là nick đó cực kỳ mạnh luôn. Ok, còn bây giờ mình sẽ làm cái clip test tướng. Sáng giờ mình test tướng này khá là ít, chỉ mới test được một ông Kinemon thôi, cho nên giờ mình sẽ làm clip test tướng một con tướng cực kỳ lạ các bạn, tại vì con tướng này chưa có bên Jimmy, mà con tướng này chỉ ở bên lậu mới có thôi. Đây, một con khá là lạ, hình dạng mình thật sự thấy khá là lạ. Đây chính là con này, các bạn biết con này con gì không? Thì cái ông này theo như một bạn, bạn đã chia sẻ cho mình nói cái tập phim đó, thì mình đã vào xem thử rồi. Thì cái ông này là ông có cái vòng, ông chết rồi cái vòng này để nổ hay sao á, cái vòng để điều khiển những cái con đó. Cái tập đó thì cũng có xuất hiện cái con hải mã, con giống như con rùa lật sĩ á, cùng với Chopper đó. Ông này ông tạo ra những này, ông điều khiển mấy con kia đó bạn. Đấy thì tụi thằng lao đồ bịt tai lại sẽ không nghe được âm thanh của ông, thì sẽ không bị điều khiển. Rồi mới đầu nhìn vào hình dạng ông thì khá là to lớn khổng lồ, rất là giống con nhím. Các bạn nhìn tóc của ông tụi rất là giống con nhím. Rồi vật ông này là chắc chắn là mạnh về nhận đó bạn ơi, các bạn nhìn cái nhận của ông nè, phải ba dòng S luôn, khủng khiếp, quá là mạnh luôn. Đấy cho nên hôm nay mình test nói về tên, chúng ta không biết tên, mình tạm thời đặt cho hình nhân này tên là con nhím, ông nhím. Có một cái vòng cái cổ mình cũng chả biết làm gì thôi, tạm thời mình cứ dịch, mình cứ suy luận đại là cái vòng này là giống như một cái phao, giống như rớt xuống nước á, ông nặng quá, nhìn cơ bắp ông cuồn cuộn thịt nhiều quá, rớt xuống chìm chết, cho nên cần cái phao này để xuống ra bơi không thì chết. Đấy, chân thì cũng rất là lắm lông, tay cũng rất là lắm lông, có cả đây đấy. Lông tóc nó vô mặt mày rất là dữ dằn, mình cũng chả biết ai ăn cắp kẹo hay là lấy người yêu. Ăn cắp người yêu đi, ăn cắp kẹo của ông ta cái hung dữ vậy. Thì bây giờ mình sẽ test, chắc chắn là ai phim coi phim One Piece sẽ biết ông này. Rồi hôm nay mình chơi bên GG River CN, nick này của bạn Ngố Văn Ngáo hay gì đấy, mình cũng không nhớ rõ tên nữa. Giờ mình sẽ vào phó bản, cái nick này thì cấp cao cho nên đi ra test phó bản rất là thuận lợi, cho nên mình ít bữa mình sẽ xuyên suốt test cái nick này. Rồi đấy, lại gặp bọn Jim Bill các bạn ơi, mà mình quên giới thiệu các bạn nữa. Đây, anh Hidden lúc trước mình đã chiến thắng, giờ mình mới biết trên trán xăm một cái số 21. Số 21 chắc là 21 tuổi chăng, nhìn mặt da khăn mà 21, nó chắc cầm mấy. Rồi mình giới thiệu các bạn luôn cái phó bản tiếp theo, đây là phó bản ông Humbat. Đây là ông Humbat rất là sạch sẽ, lúc nào cũng có một cái khẩu trang để chống ngừa khói bụi các bạn. Giờ thời đại văn minh xe cộ rồi đi xịt khói ra ông ấy sợ. Có cả mắt kiếng này bảo vệ bụi bay vào mắt nữa, rồi khẩu trang này bảo vệ nhưng mà không thấy đeo, thấy đeo ở đây rồi. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu chiếm những con zombie này để mình test công khổng lồ nha, để mình xem tuyệt chiêu như thế nào, mình sẽ đặt ở sau đây. Nghe một chính tháo đồ chưa, tháo rồi đúng không? Rồi giờ mình sẽ bắt đầu test đây. Giờ đi em ơi, coi người khổng lồ coi lấy thịt đèn người hay là phóng gai nhím, có chiêu gì không, là gì phóng là kiểu mút hay là đạp chân gì đó. Rồi skill là gì đây? Ui ơi, đấm cái lông trời lở đất luôn, khiến cho mục tiêu không thể dùng kỹ năng nổ. Cái này gọi là câm lặng hay sao á. Ui có vẻ như anh ấy sử dụng hai cái đôi tay cơ bắp cuồn cuộn. Rồi chặt vai, bây giờ chúng ta sẽ xem cái chiêu nổ. Chiêu nổ là dùng chân hay là dùng cái gì? Quái đắng lào, ông xoay, anh ấy xoay như một con cù, xoay như một cái trống trống. Ui ơi, cũng đúng là dùng tay nữa nhưng mà xoay, có vẻ như cái chiêu xoay đó có nghĩa là xoay rồi đập mặt người ta các bạn. Đấy, lòng trời lỡ đất luôn, đánh mục tiêu phía sau hả ta, hình như là đánh mục tiêu phía sau các bạn. Rồi còn chiêu nọ là xoay như cái một vị thần, xoay như chữ tân được xoay. Rồi leo 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 em, ui giời khủng khiếp, xoay xong rồi còn phải giữ thăng bằng nữa, không là té. Đấy, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy xoay xong phải giữ thăng bằng. Bây giờ mình sẽ đánh mục tiêu tiếp theo. Ông này skill khá là đẹp, đẹp mà vui nữa, cho nên mình sẽ test. Ái chà, gặp lại anh gấu tay thang, gấu tay thang đánh hàng ngang phía sau các bạn, mình chắc chắn luôn á là đánh hàng ngang phía sau địch, có thể xác suất khiến mục tiêu câm lặng, khiến mục tiêu bị câm lặng không thể dùng kỹ năng nọ. Rồi còn chiêu nọ là nó xoay như một vị thần, xoay với tốc độ bàn thờ, không hề biết chống mặt hay sao, giữ thăng bằng. Rồi chiêu đây, xoa xoay ra lốc xoáy luôn các bạn ơi, ghê quá, xoay ra lốc xoáy màu tím luôn, xoay ra những cái luồng ánh sáng màu tím. Để mình suy luận ra anh ấy xoay kiểu này là xoay kiểu gì, mình thấy giống, rất là giống một cái hình dạng nó mình thấy quen quen. Lão lão em, xoay gì ta, mình không có nhớ được ai,
mình nhìn mình lại nhớ anh ai đó mà mình lại quên mất cái người đó rồi. Nói chung xoay rất là giống chữ T, giơ hai cái tay ra. Hay là anh cũng bị, anh là một người bị hắt trong nôi, bị hắt trong nôi rồi anh xoay cái khí nó lan tỏa ra khiến cho đối phương bị chết queo. Rồi mấy đây đây mình gặp sẽ nào gặp năm cái con gấu rất là dữ dằn, rất là giống nhau luôn. Ui ôi dây xích, ui ghê đấy, ghê đấy em ơi. Ui rồi những con gấu này rất là hung dữ các bạn ơi, này không biết là mình cũng chả biết gấu gì nữa, rất là giống gấu mèo. Ui trên lưng của bác và tạ trên lưng rất là hung dữ, không biết ai ăn 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 kẹo gì của nó hay là làm gì của nó mà sao nó hung dữ không biết. Rồi mày xoay hả, xoay này bánh xé, xoay xoay hả em, nãy giờ mày xoay ra cho tới lượt tao xoay. Cái ông nhím này khá là mạnh nha các bạn, mình cảm thấy ông rất là mạnh đấy, vừa mạnh mà vừa to con nữa, thế này thì ai mà ăn hiếp được ổng. Ông xoay rồi cái bay hút tiêu à, chết luôn. Mày đi làm cũng giết người được nữa, xoay này xoay xoay như một quỷ thần đó, xoay lốc xoáy mình, ông xoay như một cơn gió lốc các bạn. Ui đây đúng là thanh niên, hình như là thanh niên tạo ra những cái thảm họa thế giới, tạo ra thảm họa voi rồng ấy. Chiêu thường là dùng hai nắm đấm đấm xuống đất, lún đất luôn, mà không biết tay có đau không, mình không biết tay có đau không, nhưng mà thấy ông ấy khá là cơ lực, chắc là không xin nhê rồi đâu. À cho anh ngựa tiếp theo chúng ta sẽ gặp một anh ngựa đấm bốc à, bị buộc cái miệng lại rồi sao vậy ta, các bạn nhìn là chỗ cái miệng rất là giống bị buộc cái miệng nè. À, sau đây mình sẽ đọc cái này, nội dung là đây là một con ngựa lai kangaroo à, do tật là nó nhiều quá cho nên bị cột cái miệng lại rồi là thế đấy. À, ngoài ra còn có hai anh nữa. Ok giờ mình sẽ bắt đầu vào, mình giết hết nói nhiều à. Ui ui cú đấm yếu sinh lý. Hai anh những cái con ngựa vàng lai kangaroo này quá là yếu, mình chả thấy nó mạnh chỗ nào thôi đấy, vừa lùn nè mà ui á đấm làm cho mình đi làm mình chán ván luôn, ghê chưa các bạn, thấy ghê không, ghê này. Ôi không chết, không chết nha, khá là trâu đây, tại vì mình không có mang đồ hết nha các bạn thông cảm, mình không có mang gì hết cho nên nó yếu vậy đấy, chứ mình mang vào rồi thôi rồi luôn, chơi phát là banh xác hết. Ui cú đấm gì vậy, cú đấm giảm nội khí thì em nãy giờ đấm tay với đất có đau nha anh chàng nhím, đau thì nói tiếng đừng có đấm nữa, không cần phải đấm gì đâu, không cần phải thể hiện cái sự to con mày vậy đâu. Lẹo em bay được em, ủa sao đánh được con đứa ta, hình như chiêu nọ đánh được con đứa thôi các bạn ơi, đánh được con đứa thôi nhưng mà không sao, bù lại là nó mạnh là được rồi ấy. Không biết bao giờ Jin Mi nó mới ra cái thằng này, bao giờ mới ra cái thằng này. Ui, mình giống rất là giống siêu saiyan cấp độ 3, mái tóc dài rất là giống siêu saiyan cấp độ 3 các bạn. Rồi mình sẽ chiến cái con cuối cùng, một anh zombie này là cương thi hả, hai cái tay giờ ra rất là giống cương thi đấy. Đây là đầu bếp đập sau đập nồi, ngoài ra còn có cô nàng pháp sư chắc là vậy. À giết này đánh được ba đứa nè, này hàng hàng ngang đánh được hàng ngang ba đứa vô đi em. Rồi ý à quẹt tay à. À quên 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 kêu các bạn xem clip ủng hộ mình chứ, subscribe và đặc biệt là clip vào quảng cáo nè, sáng giờ cứ 1792 dậm dậm chân tại chỗ không lên được một subscribe nào hết, các bạn ủng hộ mình đi chứ. Rồi ủng hộ đi rồi mình, ui giời nhạc chim bông tối, nhạc chim bông tối bành xác hết bài em, ủng hộ mình á, subscribe kích vào quảng cáo nhiều nhiều cho, sáng giờ không biết kích có nhiều không nữa. Rồi ok tuyệt vời, hôm nay mình sẽ cố gắng ra nhiều clip cho bạn xem cho nên các bạn phải nhớ phải ủng hộ mình nhiều ấy, mình ra nhiều mà các bạn không ủng hộ thôi mình buồn quá, mình chán là mình chả muốn ra luôn á. Ai đập son hả, đập son đập nồi hả em. Rồi bánh xác rồi các bạn ơi, ok giờ mình sẽ đi nhận nhiệm vụ, giờ mình sẽ vào đấu trường mình làm thử vài phát coi thử những thanh niên đấu trường nó có gì hay ho nhé các bạn. Ok rồi bây giờ mình sẽ mang đồ cho lại cho ổng, mang đồ vô đánh nó mới có cơ may thắng. Ma khí hả, rồi nhân vật chính cũng mang lại ha các bạn, mang vào ủa cái này 110 rồi, mang cái 110 đi, đeo cái nhẫn nữa. Rồi ok còn ai tháo nữa không, bà Mirella rồi chắc thì tháo rồi, ôi tùm lum mất rắc rối. Mình sẽ vào test thử một cái thằng trong đấu trường thử coi sao, đánh thằng nào nhỏ nhỏ nha các bạn, 120 nha. Rồi vô coi rồi, na 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 có gì ghê gớm không, đấu trường này mình cũng chưa bao giờ đi,
mình chủ yếu test phó bản thôi. Rồi đập Flamingo trailer. Ui à, một suốt né tránh quá hay. Sao em? Sao em? Rồi, trận hình này cũng yếu thôi các bạn ơi. Thôi không sao, chết Mirela thì thôi, Mirela chết Mirela thì sẽ còn cái gì đó nó khác. Ông nhím của chúng ta sẽ là bất bại mà. Rồi có nọ rồi, có nọ rồi. Có nọ rồi, chết hai mức nọ. Rồi. À, còn 3 vs 3. Ba tên và ba tên. Chủ yếu là Da Flamingo đó bạn, thằng Da Flamingo rất là nguy hiểm. Ấy giờ nguy hiểm mà giờ đẻo nữa, mình mặc rất là đẻo, mình rất là ghét nó. Rất là ghét cho nên mình sẽ giết nó. Quả wow, y thiên đồ lông đao. Ghê vãi. Rồi thua rồi, mình biết mình thua rồi đó, nhìn là biết mình thua rồi đó. Banh xác nha con. Ui gãy ngứa. Ui á. Ủa chưa chết nữa hả? Rồi chết queo ông linh nhiếm của mình rồi. Thua luôn hả các bạn ơi. Nhà sau cái màn à, con này hạ con gấu, đập gấu xuống thì có vẻ như bên mình FA buồn quá không thôi. Thấy gấu ức chế Gato quá cho nên đứng máy luôn rồi. Tuyệt vời. Rồi thua. Rồi ok. Rồi clip mình con trưa nay mình test cái ông lông nhím như thế này đơn giản thôi. Đây có Luffy Gen 4 nè các bạn. Hiện ra cho anh em xem mặt cái coi. Đó. Đây là mình test ông linh nhiếm, ông long nhiếm có một cái vòng cái phao cái cổ. Ok, thì clip bây giờ cũng đơn giản thôi. Mình cũng mong là các bạn, chúc các bạn buổi trưa mát mẻ tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là xem clip mình cũng đừng quên subscribe kênh nha, click vào quảng cáo nha. Kích thiệt là nhiều vô, càng nhiều càng tốt, ủng hộ mình. Rồi ok, tạm biệt các bạn và mình thả ông này về núi thôi, ông linh nhiếm mà. Thả ông về núi và mình cũng cho ông bộ đồ mới và ông mặc quần rách gì thấy thương quá. Ông biết phải dân cái bang hôm nay, rất là giống, mặt mày cũng khá là giống. Ok, nhớ ủng hộ mình thật nhiều, like, share, subscribe, đăng ký kênh và lên quảng cáo ủng hộ mình nha. Rồi, mình tạm biệt các bạn đây.